thấy đứng ở bên kia là em thấy anh trình diễn nên em cảm thấy là rất là hay, đặc biệt là em lại vô tình được gặp anh ở trong cái phòng gym này đó. Rất là vui là được quen biết anh nha. Không, chào em. Dạ. Anh Vũ thì em không biết là bình thường á, sau khi mà đi làm về á, anh Vũ sẽ làm gì ạ? Sau khi đi làm về thì anh sẽ lập tức tập luyện liền luôn. Vậy là thời gian của anh là dành tập luyện rất là nhiều. Đúng rồi, nó chiếm phần lớn. Anh muốn biết thêm về công việc của em. Công việc của em hiện tại là em đang làm một người dẫn chương trình. Công việc của em thì cũng hơi là khá bận một chút xíu so với thời gian, nhưng mà thường á thì em cũng sẽ trau chuốt bản thân một chút xíu và cũng đi tập gym hàng ngày. Nãy em thấy anh trình diễn quá trời xuân luôn, mà em đặc biệt là một đứa là bình thường là rất là thích và thích cái gì đó mình sôi động. Theo được biết em là MC, vì vậy em rất là hoạt ngôn phải không? Dạ đúng rồi. Và em có sẵn lòng để nghe anh nói hay là tâm sự, hay là em muốn em hết giờ thôi? Dạ, một phút của Đỗ Quyền đã kết thúc, cảm ơn bạn. Nha, chàng trai của tôi, hãy đưa ra quyết định thích hay không thích là làm quen với đội của Đỗ Quyền. Anh có suy nghĩ về những gì nãy em nói, tại vì em là một người dẫn chương trình nên em sẽ nói hơi nhiều một chút xíu. Nhưng mà thường thì em sẽ sử dụng cái cảm xúc thật của mình. Dạ, anh có thể cảm nhận điều đó. Đỗ Quyên cũng đã không sử dụng món phụ kiện nào cả, không có món quà nào cả, chỉ nói thôi. Cô ấy tính tâm liên tục. Và chắc chắn anh sẽ... Như vậy là Thế Vũ không thích. Không ba, muốn chọn hay chọn ba. Chắc là đây là lần đầu tiên em gặp nhau ở phòng tập. Em thì thấy anh cũng khá là nhiều lần rồi. Em đang rất là thích anh nên là em có hỏi anh BT của em là anh Hoàng Rapper, thì anh ấy nói là cũng khá là thân anh. Anh ấy cũng nói cho em nghe một đôi chút về anh, và đặc biệt là có kể cho em nghe là anh là một vận động viên chuyên nghiệp về môn cơ tay. Thật sự là ngày hôm nay mà em không mặc váy thì chắc em cũng nằm bên trên đó em chống đậy rồi. Nhưng mà không được. Thì bây giờ thì em cũng không biết nói gì nữa nên là em xin phép là tặng cho anh một món quà. Đây là một trái trứng, em không ai nhận ạ. Cảm ơn em. Trái trứng này thật sự á, là khi mà em cũng đã biết hôm qua anh Hoàng là anh là một người khá là có kỷ luật và anh rất là thích ăn protein, đặc biệt là về ức gà đúng không ạ? Thì cái này nó không đúng cho lắm, nhưng mà nó vẫn là một loại protein cũng khá là thiết yếu cho những người tập những bộ môn về thể lực giống như là em với anh. Dạ, thì em mong rằng là em chỉ mong anh nhận nó thôi, chứ em cũng không mong là anh sẽ thích nó. Yeah. Bây giờ sẽ là câu trả lời của Thế Vũ, bạn thích hay không thích, bắt đầu. Em nói rằng là trứng chứa rất nhiều protein và điều đó rất tốt cho người tập luyện đúng không? Dạ. Vậy em có biết rằng là người tập luyện thì sẽ ăn phần nào của trái trứng không? Dạ, ăn phần lòng trắng ạ. Đúng rồi, thì còn lòng đỏ. Lòng đỏ để em ăn. Chọn đi bạn, chỉ còn 5 giây thôi. Nó phải phù hợp với màu trắng chứ đúng không? Yeah! Tuyệt vời! Dễ thương quá! Chúc mừng Hạnh Linh! Nó chân thành đúng không nào? Cảm ơn bạn, cảm ơn cô gái đã nghe Hạnh Linh. Mình biết Thế Vũ ở các cái hoạt động về PT rất là nhiều, và mình cũng có thể Thế Vũ trên Facebook á, thì mình cũng rất là ngưỡng mộ. Hôm nay á, mình chủ động tìm đến phòng tập á, rất là mong là có thể mình nói chuyện cũng có nghĩa là làm quen với nhau. Hôm nay tới đây thì mình cũng có chuẩn bị cho Vũ một cái cuốn sách, đó là về tôn giáo, và ở sau là mình cũng có chuẩn bị một số cái công thức về nấu ăn. Wow. Ở Thế Vũ. Được biết Vũ rất là thích đọc sách về tôn giáo. Mình thấy Vũ với mình rất là có nhiều điểm chung. Ngoài những cái hoạt động mà mình đi làm á, thì mình cũng hay đọc sách nè, rồi cũng tham gia một số hoạt động về thiện nguyện á. Rất là mong rằng là cuốn sách này sẽ giúp cho Vũ có thêm nhiều năng lượng. Và mình cũng có chuẩn bị một số cái món ăn á, đặc biệt là cho Vũ. Biết Vũ là cũng hay tập thể hình đó. Nói chung là cái chế độ ăn uống á, nó cũng hơi khắt khe. Mình chuẩn bị cho Vũ những cái món ăn mà mình tâm đắc nhất, rất là giàu chất dinh dưỡng cho Vũ.
cũng nghĩ rằng là cũng không có nhất thiết là phải học cách nấu ăn đâu, vì đã có bạn nấu ăn cho Vũ rồi phải không? Đúng rồi, nhưng mà nếu mà mình với Vũ cùng nấu ăn thì sẽ vui hơn. Giờ sẽ là giây phút để Vũ quyết định thích hay không thích đường quay vừa rồi của Thu Phương. Và quyết định của Vũ là thích luôn hả? Phải thích luôn không? Cố gắng làm sao nha. Như vậy là bốn quý cô đã gửi gắm những cái tình cảm chân thành của mình bởi những lời làm quen rất là đáng yêu, dễ thương và mỗi người một cách. Thì chúng ta cũng đã thấy được những món quà đi kèm với tình cảm đó của các quý cô. Và Vũ ơi, cho tôi biết ấn tượng nhất với lời làm quen của cô gái nào? Em nghĩ rằng là em cũng như ba người và giám khảo đều cảm thấy rất là ấn tượng với lại là cả bốn quý cô. Nhưng mà để mà cảm thấy ấn tượng nhất thì Hà Linh. Hà Linh. Dạ, anh ấy ấn tượng nhất là Hà Linh. Cảm ơn những ý kiến đến từ Thái Vũ rất nhiều. Và chúc cho bạn hãy luôn trẻ, khỏe, tài năng và được sự yêu mến của mọi người nha. Cảm ơn Thái Vũ, tạm biệt bạn.